cấp nguồn điện cho máy, sau đó mở CV. Rồi, anh kéo này đang từ từ đây nha, ra một ít rồi. Mở cái nắp trên ra để xem nước nó lên như thế nào. Tắt cái bên sắt trắng đi trước để cho nó bốc nước lên á. Tầm này là đạt ha, bóng nước khoảng tầm 85-90%. Đó, anh thấy cái gạo nó bắt đầu xuống chỗ này này. Gạo ra này. Nếu mà anh thấy gạo này mà chưa đạt ấy thì anh bật cái nắp kia lên một đất nữa. Cái gạo này là gạo cho chim ăn nên là nó không được đạt chuẩn. Đồ đạt lên đúng không? Khi mà anh xài á là khoảng tầm 4-5 kg đầu là nó chưa đầy cái máng trong. Nó sẽ có gạo nó chưa đạt chuẩn ra thì anh phải bê anh đổ ngược lên. Mấy cái gạo mà nó phơi nó sấy thì ít đá ít thóc. Gạo mà quê lúa người quê người ta phơi á thì phải có đá nhiều.